Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào mừng các con đã quay trở lại khóa học tiếng Việt lớp 4 của Vietsách. Các con thân mến, trong bài học ngày hôm nay, trong tiết học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu câu chuyện ca ngợi lòng dũng cảm của một bé sẻ bé bỏng khiến mọi người phải kính cẩn nghiêng mình trước nó. Bài tập đọc chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay có tên gọi Con Sẻ. Tiết tập đọc của chúng mình cũng sẽ có 4 hoạt động chính như mọi khi. Hoạt động đầu tiên luyện đọc đúng, hoạt động số 2 tìm hiểu bài, hoạt động 3 luyện đọc hay, hoạt động 4 củng cố. Bây giờ cô và các con, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hoạt động đầu tiên, hoạt động luyện đọc đúng. Mời các con lắng nghe cô đọc bài tập đọc Con Sẻ. Tôi đi dọc lối vào vườn, con chó chạy trước tôi. Chợt nó dừng chân và bắt đầu bò, tưởng như đánh hơi thấy vật gì. Tôi nhìn dọc lối đi và thấy một con sẻ non, mép vàng óng, trên đầu có một nhúm lông tơ, nó rơi từ trên tổ xuống. Con chó chậm rãi lại gần, bỗng từ trên cây cao gần đó, một con sẻ già có bộ ức đen nhánh lao xuống, như hòn đá rơi trước mõm con chó. Lông sẻ già dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và đầy thảm thiết, nó nhảy 2-3 bước về phía cái mõm há rộng đầy răng của con chó. Sẻ già lao đến cứu con, lấy thân mình phủ kín sẻ con. Giọng nó yếu ớt, nhưng hung dữ và khàn đặc. Trước mắt nó, con chó như một con quỷ khổng lồ. Nó sẽ hy sinh, nhưng một sức mạnh vô hình vẫn cuốn nó xuống đất. Con chó của tôi dừng lại và lùi. Dường như nó hiểu rằng trước mặt nó có một sức mạnh. Tôi vội lên tiếng, gọi con chó đang bối rối ấy tránh ra xa. Lòng đầy thán phục. Vâng. Lòng tôi đầy thán phục, xin bạn đừng cười. Tôi kính cẩn nghiêng mình trước con chim sẻ bé bỏng dũng cảm kia, trước tình yêu của nó. Theo Quốc Ghê Nhép. Các con thân mến, các con vừa lắng nghe cô đọc một lần bài tập đọc Con Sẻ. Vậy theo các con, trong bài tập đọc này chúng mình sẽ chia thành mấy đoạn? Các con thân mến, bài tập đọc này các con sẽ chia thành 5 đoạn. 5 đoạn đó như sau. Đoạn 1 từ đầu cho đến rơi từ trên tổ xuống. Đoạn 2 tiếp theo cho đến đầy răng của nó. Đoạn 3 tiếp theo cho đến cuốn nó xuống đất. Đoạn 4 tiếp theo cho đến lòng đầy thán phục. Và đoạn 5 là phần còn lại. Để các con có thể đọc đúng và trôi chảy bài tập đọc này, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc các từ khó có trong bài. Đó là các từ sau. Từ đầu tiên, lối. Từ số 2, tuồng. Từ số 3, vàng óng. Tiếp theo, chậm rãi. Bộ ức. Đen nhánh. Lao xuống. Tiếp theo, cô có. Hung dữ. Khổng lồ. Dừng lại. Lùi. Thán phục, nghiêng mình. Bây giờ cô mời các con đọc lại một lần nữa những từ này nhé. Lối, tuồng, vàng óng, chậm rãi, bộ ức, đen nhánh, lao xuống, hung dữ, khổng lồ, dừng lại, lùi, thán phục, nghiêng mình. Đó là các từ khó mà các con cần phải lưu ý. Trong bài tập đọc này, các con thấy cũng có rất nhiều các câu văn dài. Chính vì vậy, các con cần phải lưu ý cách ngắt nghỉ hơi ở những câu văn này. Bỗng, từ trên cây cao gần đó, một con sẻ già có bộ ức đen nhánh lao xuống như hòn đá, rơi trước mõm con chó. Ở đây, con sẽ ngắt nghỉ hơi ở hai vị trí. Vị trí đầu tiên, đó là sau từ bỗng, và vị trí thứ hai là sau từ hòn đá. Cô mời các con đọc lại một lần nữa câu văn này cùng với cô, chú ý ở các vị trí chúng ta cần nghỉ hơi nhé. Bỗng, từ trên cây cao gần đó, một con sẻ già có bộ ức đen nhánh lao xuống như hòn đá, rơi trước mõm con chó. Tiếp theo chúng ta đến với hoạt động cuối cùng của hoạt động luyện đọc đúng, đó là giải nghĩa từ khó. Từ đầu tiên, tuồng như, có nghĩa là có vẻ như là, dường như, khản đặc.
Ở đây chỉ giọng nói hoặc tiếng kêu, gần như là không ra tiếng. Bối rối là lúng túng, mất bình tĩnh, không biết nên xử trí thế nào. Kính cẩn, tỏ rõ sự kính trọng bằng điệu bộ, cử chỉ, nét mặt rất nghiêm trang. Vậy, các con đã đọc rất kỹ bài tiểu đọc này rồi. Để các con có thể hiểu sâu sắc hơn, chúng mình sẽ đến với hoạt động số 2, tìm hiểu bài để trả lời câu hỏi và rút ra nội dung chính của bài tập đọc con sẻ. Câu hỏi đầu tiên, trên đường đi, con chó thấy gì? Nó định làm gì? Các con thân mến, trên đường đi, con chó đã đánh hơi thấy một con sẻ non vừa từ trên tổ rơi xuống. Nó chậm rãi tiến lại gần con sẻ non. Tiếp theo, câu số 2, việc gì đột ngột xảy ra khiến con chó dừng lại? Đột nhiên, một con sẻ già từ trên cây lao xuống đất cứu con. Dáng vẻ của sẻ rất hung dữ, khiến con chó phải dừng lại và lùi, vì cảm thấy trước mặt nó có một sức mạnh làm cho nó phải ngần ngại. Tiếp theo, câu 3, hình ảnh con sẻ mẹ dũng cảm lao xuống cứu con được miêu tả như thế nào? Hình ảnh sẻ mẹ dũng cảm lao xuống cứu con được miêu tả ở các hình ảnh. Con sẻ già lao xuống như một hòn đá rơi trước mõm con chó, lông dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và thảm thiết, nhảy 2-3 bước về phía cái mõm há rộng đầy răng của con chó, lao đến cứu con, lấy thân mình, phủ kín sẻ con. Câu cuối cùng, vì sao tác giả bày tỏ lòng kính phục con sẻ nhỏ? Vì hành động của con sẻ nhỏ bé dũng cảm đối đầu với con chó săn hung dữ để cứu con là một hành động đáng trân trọng và khiến cho con người cũng phải cảm phục. Từ đây, ta rút ra được nội dung chính của bài tập đọc này, đó chính là ca ngợi hành động dũng cảm của sẻ mẹ, dám xả thân để cứu sẻ con và bảo vệ sự bình yên cho con. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu được nội dung chính của bài tập đọc này. Bây giờ cô trò mình cùng nhau đến với hoạt động số 3, hoạt động luyện đọc hay. Để các con có thể đọc hay được bài tập đọc này, các con cần phải lưu ý về giọng đọc. Các con phải điều chỉnh giọng theo từng đoạn, phù hợp với diễn biến của câu chuyện. Đoạn 1, hai câu đầu các con sẽ đọc với giọng kể khoan thai. Từ câu 3 thì chuyển giọng hồi hộp, tò mò. Đoạn 2 và 3, con đọc với giọng hồi hộp, căng thẳng. Đoạn 4 và 5, nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện sự bối rối của con chó và sự thán phục của con người. Trong bài tập đọc này, cô lựa chọn đoạn văn sau để các con luyện đọc hay. Các con lưu ý là ngắt nghỉ hơi ở các dấu câu và các vị trí cô đã đánh dấu. Ngoài ra, nhấn giọng ở các từ ngữ mà cô đã để màu đỏ trên màn hình. Bỗng, từ trên cây cao gần đó, một con sẻ già có bộ ức đen nhánh lao xuống như hòn đá, rơi trước mõm con chó. Bỗng, từ trên cây cao gần đó, một con sẻ già có bộ ức đen nhánh lao xuống như hòn đá, rơi trước mõm con chó. Lông sẻ già dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và thảm thiết. Nó nhảy 2-3 bước về phía cái mõm há rộng đầy răng của con chó. Sẻ già lao đến cứu con, lấy thân mình phủ kín sẻ con. Giọng nó yếu ớt nhưng hung dữ và khàn đặc. Trước mắt nó, con chó như một con quỷ khổng lồ. Nó sẽ hy sinh, nhưng một sức mạnh vô hình vẫn cuốn nó xuống đất. Các con vừa lắng nghe cô đọc đoạn văn này, chúng mình cố gắng luyện đọc thật nhiều. Cô tin rằng với sự chăm chỉ, các con sẽ đọc rất hay đoạn văn này đấy. Tiếp theo, chúng ta đến với hoạt động cuối cùng của tiết học ngày hôm nay, hoạt động củng cố. Trong hoạt động củng cố, cô có một bài tập nhỏ như sau. Chọn các từ trong hoặc đơn để hoàn thành các nhận định sau. Cô có các từ xả thân, diễn biến, năm và đối đầu. Tác giả bày tỏ lòng kính phục con sẻ nhỏ vì hành động của con sẻ nhỏ bé dũng cảm ... với con chó săn hung dữ để cứu con là một hành động trân trọng khiến con người cũng phải nể phục. 2. Nội dung của bài tập đọc con sẻ là ca ngợi hành động dũng cảm của sẻ mẹ dám ... để cứu sẻ con, bảo vệ sự bình yên cho con. 3. Bài tập đọc được chia thành ... đoạn. 4. Giọng đọc của bài tập đọc phải phù hợp với ... của câu chuyện. Các con có thời gian là 2 phút để suy nghĩ và hoàn thành bài tập này. Sau đó, các con nhớ quay lại để kiểm tra kết quả cùng với cô nhé. Ở trong câu thứ nhất, chúng ta sẽ điền từ đối đầu. Câu thứ hai, chúng ta điền từ xả thân.
Câu số 3 chúng ta điền số 5 và câu số 4 chúng ta điền cụm từ diễn biến. Các con có kết quả giống với kết quả của cô không nào? Nếu các con có kết quả giống với kết quả của cô thì chúc mừng các con, chúng mình tiếp thu bài rất nhanh và có một trí nhớ rất tốt. Tuy nhiên, nếu bạn nào chưa làm đúng toàn bộ thì không sao cả. Các con nhớ là sau tiết học này, chăm chỉ học tập, chúng mình sẽ xem lại bài và ôn tập bài nhé. Tiết học của chúng mình ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.